Thưa quý vị, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết, chương trình Sắc Xuân Miệt Vườn năm 2024 sẽ được tổ chức tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 14 tháng 2, nhằm 16 tháng Chạp đến ngày mùng 5 tháng Giêng, với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn. Chương trình sẽ giới thiệu đến khách tham quan 43 loại hình hoạt động, 30 gian hàng trang trí, máy, giả ngói, chách tre với 48 nghệ nhân tham gia trình diễn các loại hình di sản văn hóa đặc trưng của các dân tộc Việt, Hoa, Khmer, Chăm ở đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, chương trình có trình diễn nghệ thuật múa rối nước tại sân khấu ngoài trời với các vở diễn về sự tích dân gian, phục vụ các em thiếu nhi và còn có khu trải nghiệm để khách tham quan đăng ký giao lưu văn nghệ và giao lưu cùng các nghệ nhân, tự tay mình tạo ra các sản phẩm ẩm thực và sản phẩm nghề thủ công truyền thống của dân tộc. Đây cũng là sự kiện văn hóa du lịch nhằm giới thiệu đến khách tham quan trong và ngoài nước các sản phẩm ô cốp tiêu biểu của thành phố Cần Thơ.